anh ba kia. Là gì thế? Dưỡng tay cũng chân. Tội nghiệp, như vậy mà tôi tưởng bà bị lỡ mồm long móng. Ông nói gì kỳ cục kìa, heo nó mới lỡ mồm long móng, người làm gì có lỡ mồm long móng. Vậy hả? Vậy tôi quên hỏi bà, con heo này có móng không? Nè, tôi không có ăn mỡ nhiều đâu, ăn móng heo nhiều đâu, bị cholesterol đó. Vậy chứ sao bà bán cho người ta? Hả? Bán cho ai? Vậy tôi hỏi bà, chứ con heo bà bị bệnh á, bị lỡ mồm long móng, bà xử lý làm sao rồi? Tiêu hủy rồi. Tiêu hủy rồi? Dạ. Tiêu hủy ở đâu nào? Ở bên sau vườn. Vậy hả? Chôn mình đào vô, mình chôn, mình rác thuốc, mình có lắp lại. Kỹ lưỡng vậy ha. Em kỹ lắm. Vậy mà heo thì sao không kỹ? Đó không, giờ heo này có móng đâu. Móng bị lột hết rồi đó. Vậy mà sao nó có ngoài hiện trường? À biết. Tự nhiên hỏi người ta, tự nhiên vô đây thấy móng heo phịch vô mặt ta biểu rồi. Thường có không biết hiện trường. Hả? Biết đâu. Thường không chịu nhận hả? Nhận gì? Cho đòi thịt đã bán. Là gì? Cho đòi bà bán thịt. Chị ơi, trả tiền rồi em đi. Trời ơi, đi đâu mà em lo cho con em. Chị đúng ơi, vậy vậy? Trời ơi, chị nỡ lòng nào chị xúi bậy em. Chị xúi bậy em, bây giờ tiền đâu em lo cho con em. Mất đền chị á, chị Tư. Mất đền chị Tư á, chị Tư ơi. Bây giờ bà còn chó nữa không? Bây giờ khỏi níu kéo gì hết á. Bà chị... thấy cái tội bà chưa? Chị á là chị xúi á. Chị á, chị nhảy cái gì? Chị nói tôi á là hả, lấy thịt heo của chị đi, giá rẻ về bán có lời. Mà heo chị lại em bị bệnh, mà chị xúi tôi lấy là sao? Bà quá bà lắm rồi. Bà nói heo bà bệnh, tôi kêu bà báo cáo cục thú y đi. Người ta xuống, người ta vệ sinh chuồng trại, người ta tiêu hủy con heo. Vậy bà ham lời, ham những đồng bạc lẻ. Bà coi thường tánh mạng của nhân dân. Tại vì nó nhiều tiền lắm anh Ba Khía ơi. Nhiều tiền cái gì mà nhiều tiền? Mấy trăm ngàn của bà, lợi lộc của bà hả? Bà biết không? Khi người ta ăn thịt heo bệnh thì vô. Trời ơi, nguy hiểm cho tánh mạng. Nghiêm trời ơi, hả? Trời, nghiêm trọng chứ. Nghiêm trọng nhất là tôi nè. Bây giờ ảnh ra ngoài quầy thịt heo của tôi, ảnh không có cho tôi bán cái thịt heo đó nữa. Ảnh nói bán là mọi người ăn sẽ bị lây bệnh. Bây giờ một đống thịt đó tôi làm cái gì đây nè? Lại lấy cái gì? Bây giờ trước mắt hai bà lên phường với tôi liền. Hả? Trời ơi, nói em đâu có làm gì bắt em lên phường anh. Chị xúi em mà. Tôi dặn cho hai người nhớ nghe. Heo nhiễm bệnh hoặc là trâu bò nhiễm là bệnh, gia súc nhiễm bệnh, phải báo cáo lên cục thú y cho người ta biết liền, để người ta xuống người ta phòng ngừa và người ta xử lý nó. Thôi mà anh Ba Khía ơi, bây giờ biết lỗi rồi, đừng có giải lên trên phường, trời mắc cỡ với bà con hàng xóm lắm. Em hứa là không bao giờ em bán thịt heo lỡ một lông móng tung ra thị trường, em xin thề. Nhớ đó,